Kính chào quý vị và các bạn. Trung Bộ có xu hướng giảm mưa từ ngày 24 tháng 9, còn với Tây Nguyên, mưa dông rải rác về chiều tối. Khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa trong đêm nay và ngày mai, trong đó từ Thanh Hóa xuống tới Nghệ An, lượng mưa có nơi trên 130mm. Hà Tĩnh xuống tới Thừa Thiên Huế, mưa đến đêm mai, cục bộ có nơi mưa lớn trên 150mm. Tây Nguyên cũng sẽ có mưa dông về chiều tối mai và có nơi trên 70mm. Nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi cũng như ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông. Do có mưa nên hầu khắp Trung Bộ và Tây Nguyên ngày mai trời dịu mát. Các thành phố từ Thanh Hóa trở xuống tới Thừa Thiên Huế, mức nhiệt dao động từ 26 đến 29 độ C. Đà Nẵng xuống tới Phan Thiết, 29 đến 32 độ C. Còn với khu vực Tây Nguyên, tại Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột, trời dịu mát, 25 đến 29 độ C. Khánh Hòa thì không nằm trong vùng mưa nhiều ở Trung Bộ. Dự báo 7 ngày tới, trời chủ đạo sẽ đều là nắng ráo với nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ C. Chiều tối một vài ngày thì mưa có thể xảy ra vài nơi nhưng với lượng nhỏ và rất nhanh. Thời tiết sẽ lý tưởng cho mọi chuyến khám phá và du lịch. Và nếu là người yêu biển đảo, quý vị đừng bỏ qua Vịnh Vân Phong. Cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 80 km về phía Bắc, Vịnh Vân Phong là một eo biển kín gió gồm 28 đảo và các vịnh nhỏ nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp. Tới với thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, nơi mà có khí hậu quanh năm dịu mát và được bao phủ bởi sắc xanh bạt ngàn của những nương chè nổi tiếng, quý vị chỉ cần tránh những cơn mưa xuất hiện bất chợt vào ngày mai. Còn lại những ngày sau, trời vẫn sẽ có nắng từ sáng đến chiều với mức nhiệt dễ chịu là từ 26 đến 28 độ C. Mưa rông sẽ chủ yếu xuất hiện về chiều tối. Tối và đêm tại đây, trời chuyển se lạnh do nằm ở địa hình cao, mức nhiệt thấp nhất từ 19 đến 21 độ C. Xuống với phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa về chiều tối trong cả 7 ngày tới. Tuy nhiên, từ ngày thứ 6 đến Chủ nhật của tuần sau, mưa xuất hiện nhiều hơn và đến sớm, khả năng gây ra ngập úng ở những khu vực trũng thấp. Còn từ mai đến thứ Năm, mưa ít xuất hiện về chiều muộn với lượng nhỏ và rất nhanh, ủng hộ cho những kế hoạch du lịch. Tại thủ đô Hà Nội sẽ có mưa trong nốt ngày mai, còn từ ngày thứ ba trở đi, trời sẽ chuyển nắng ráo với nhiệt độ cao nhất ngày là từ 31 đến 33 độ C. Tối và đêm tại thủ đô, không khí dịu mát, mức nhiệt thấp nhất là từ 22 cho tới 26 độ C. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.